chặt chở cốt bị chìm ngay cống à. Thì vô nước rồi chạy vô gần tới bờ rồi chìm luôn. Giờ nhân viên ở đây, những người chủ ghe đang tìm cách để vớt cái xe lên nha các bạn. Đây mới nhúng cái thời hơi các bạn, đứt dây à. Chìm luôn ở dưới luôn nha các bạn. Ảnh đang cố gắng để lấy chiếc xe máy lên trước. Chiếc này chắc chiếc Apex quá. Chiếc xe máy có thể nó trên 115 kg. Nếu Airblast thì nó khoảng 115 đến 120 kg các bạn. Chiếc Airblast thì chiếc Airblast nếu mà hai người khiêng nhấc bổng lên thì rất là khó. Lùi đích là để đưa chiếc xe máy lên nha các bạn. Một chiếc nào phải Airblast như là Winner, Honda Winner. Chiếc này nặng à. Rất là nặng nha các bạn. Quỳnh là 170 kg. Ồ, lên nè. Tiếp tục vớt chiếc kim lên. Hai chiếc luôn, chiếc Winner với một chiếc Game. Chiếc Game này thì nhẹ hơn, nó khoảng 100 kg, 98 đến 100 kg. Chiếc kim này đưa lên xuồng à, cũng đưa lên một tàu kéo.
mò đồ, đồ bây giờ nó chìm dưới nước hết trơn rồi, muốn sửa phải mò lên để sửa. Cuột xuống dưới nha các bạn, để móc cái vỏ nó giật ngược lên, cái xà lan chở móc vô xà lan chứ không móc vô cái cần nữa. Kéo lên rất là nhanh các bạn. Cái khúc này nó bị cản nước rồi, quá nặng. Sình không. Nó bị dồn sình ra phía trước. Thank you.
tục kéo lên nha các bạn. Sẽ cuộn kéo cho nó lên chút xíu rồi mới bơi vô. Giờ gạt đất ra rồi múc vô chút xíu thì được nha các bạn. Quá xịn, giòn cục. Cào rồi mà cào không nổi, xình lúng quá lúng. Cái chiếc này chuẩn bị dời ra xích ra ngoài để cho chiếc cuốc lên nha các bạn. Cái chiếc này cũng đang bị mắc cạn ở trên khu vực này.
cây chim rớt hoài luôn. Nó mất cái cây dừa ở đây là cũng khó lên. Mất cây dừa. Quá xinh. Lên được chút xíu, giờ đang múc vào cái đất này để đưa lên chút xíu nữa. Bị trôi xuống nữa nha các bạn. Hôm nay nó qua cây dừa rồi, bây giờ nó trôi xuống nữa. Cái dừa rồi, qua cây dừa.
chồi xuống nữa đó. Quá nguy hiểm. Đứt dây các bạn. Quá nặng. Kéo vô, kéo dây vô chơi tiếp nghe chứ các bạn, dây quá bự gì còn đứt nữa. Méo một bên quá nặng. Là cũng được khá khá các bạn.
nhóng một bên lên rồi đó. Lái lên rồi, lái một bên lên rồi. Lên nha các bạn, đủ con đủ sức sát luôn, nên tới đây là có thể bơm nước ra được rồi nha các bạn. Rồi thành công. Cảm ơn các bạn đã xem.